Đó, cả nhà nhìn thấy mắt mình có đỏ không ạ? Hôm nay là mình bị cái dịch đau mắt đỏ ở thôn nhà mình là rất là nhiều rồi. Thế mà mình đi sang lớp là cũng bị cả nhà. Thế thì hôm nay là mình nghỉ làm ở nhà. Thì mình cũng tranh thủ ra vườn để tưới rau rồi trồng một số các loại rau ngoài vườn về. Thì hôm nay là con trai thứ hai nhà mình là có về để mà đi đăng ký cả nhà. Đó, một cái niềm rất là vui và rất là phấn khởi cho gia đình là có thêm thành viên mới. Hôm nay các con về đi đăng ký thì mẹ cũng về sớm hơn để nấu nướng cơm nước cả nhà. Thì mình cũng làm một những cái món nó cũng đơn giản thôi cả nhà. Đó, mình có ra chợ cả nhà mua được một ít giò. Đó, giò người ta mổ lợn người ta làm ngay vẫn còn nóng cả nhà. Đó, đây là 50.000 này. Và mua được một ít đỗ đen về mình sẽ ninh lấy nước uống này cho mát cả nhà. Đó, mình tí nữa mình sẽ cho vào nồi áp suất để ninh và hôm nay mình cũng chỉ làm đơn giản thôi cả nhà. Đó, mình có một ít thịt mình mua từ sáng, mình thái sẵn ra đây để luộc cho nó nhanh chín cả nhà. Mình luộc thôi. Mình bây giờ mình cũng không có ăn những cái đồ chiên rán xào nhiều cả nhà. Đó, mình cho vào để luộc. Đó, mình luộc sau đó thì mình sẽ khi nó sôi lên là mình sẽ lại cho nước khác vào để luộc cả nhà. Và còn có món canh rau cải luộc thôi. Hôm nay thì mình chỉ ăn đơn giản như vậy thôi cả nhà. Mình sẽ cho vào nồi để mình áp suất mình ninh cả nhà. Ninh thêm một ít nữa cho thoải mái cái hạt này để ăn này. Đó. Chọn nước qua để ngon thấy em đây là đậu của nhà người ta trồng ở làng đấy anh ạ. Thế mẹ em đã bảo là em phơi kỹ lắm thì về phải ninh kỹ thì mới bở, nhưng mà cứ được đậu em vừa mới thu hoạch là ngon rồi. Đó, mình sẽ chắt bỏ nước để bỏ những cái hạt lép này. Nhiều hạt lép quá. Cho nước như thế này này, mình ninh cho thật kỹ và thêm một ít nước nữa. Đó. Có cái nồi này tiện lắm cả nhà, ninh cháo rồi thì ninh những cái đồ mà nó phải kỹ thì cho vào đây thì rất là nhanh. Đó, cả nhà ơi, sau một hồi mình vào bếp để mình làm thì bây giờ bữa cơm của gia đình nhà mình cũng đã xong rồi. Chỉ chờ các cháu đi về là ăn cơm thôi cả nhà. Đó, hôm nay là có món giò lụa này, món thịt luộc, rau cải luộc thôi cả nhà. Đó, bữa ăn chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng mà rất là vui và rất là phấn khởi cả nhà. Gia đình có thêm thành viên mới. Đó. À, con nó về đây rồi. Đi về để ăn cơm thôi. Cơm chín rồi. Ừ. Xin mời cả tất cả nhà ăn cơm cùng với gia đình nhà mình nha. À, hôm nay là các cháu đi đăng ký kết hôn cả nhà, đang chuẩn bị để đồ đoàn này, chuẩn bị cưới, đang in thiệp mời. Cái tinh thần đồng ý mà đoán đầu chiêu chứ, bởi vì dơ là bố xem là dơ hoang đảo là tức là bắt đầu là qua 12 dơ. Xem dơ để cả nhà cưới thì... Bố con bảo là chắc là không ăn cơm ở trên đấy làm mấy hôm. Buổi chiêu không? Buổi chiêu hôm lên đoán hôm 6 rồi ông với sao đổi lại. Không, dơ chưa ấy, nó đã đổi ông 6. Mình ra thì nhà tổ chức cháu thì là vào đầu tháng sau. Đầu tháng 9. Nhưng bây giờ là công tác chuẩn bị là phải buổi chiêu thì đấy tôi không có gì nữa, thì đến đây là phải tổ chức phải về lên kế hoạch lên lịch để mà làm thủ tục làm cả nhà để rồi nó còn có những nhiều cái thiếu sót lắm. Ngồi uống rượu trong nó về đấy, đấy là buổi chiều ngày mùng 6, ngày mùng 7 là vẫn bình thường là 8 giờ còn đen còn mà uống chưa điện chồng nó ở nhà đấy.
In bao nhiêu cái thiệp mời mình hòa in bao nhiêu cái thì để mẫu thế nào để bố mình in luôn cho. Bố in luôn. Chưa in nhá, mới gửi mẫu rồi. Thế là in của nhà mình in rồi. Rồi anh của Hòa thôi. Hòa với của Dũng có phải con thiệp mời không? Dũng là cái của nhà đó. Thế thế á? Không phải riêng của chúng nó à? Ừ. Nhớ mà in Dũng. Nó phải Dũng. Ừ. Thế nhà gái thì đồ lộn ngập lên kề đấy. Nhà gái thì nó khác đi chứ. Khác địa chỉ. Nhà gái nó lấy vô quyền, mình lấy đảo tư. Ăn vào mấy giờ, ăn rồi đi ăn mấy giờ. Thế nó phải vì mấy giờ, tổ lấy vô quyền vào mấy giờ. Mình lấy thanh hồn nha trai. Mình lấy thanh hồn vào 14 giờ. Rấn đầu. Hôm nay có quay video là cứ lấy vô quyền. Lấy thanh hồn mà nhà gái là lấy vô quyền. Mình nhớ. Ừ. Có phải lần nói thế nào cũng được đâu nha. Anh đỡ một thông tin này cho ông không biết là con chữa không nói với con mấy luôn chữa không thôi cứ đang bờ với bố để thông tin tin thông. Thế là hôm nay là bắt đầu công việc từ mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9 là này đoán thông ra luôn là 4 ngày đấy nhà, những đứa nhà liệu nghỉ nha. Với xong luôn là thứ hai là đón thông gia luôn. Trở lại con, nhiều việc cũng có đâu không kéo dài. Không có công, không có thời gian. Ăn cái nơi ngon lắm, vẫn ra luôn đấy ngon ạ. Ra luôn của nhà bác mổ lớn, bà cái lam đấy ngon. Nhưng đứa chắc xin nghỉ được bà nhờ ngay. Nghỉ được chứ. Con chung từ đi dễ. Hôm nay nó mê phải lên đoán. Nhà gái cả ba nguyên điểm được đúng không? Không có sao. Bây giờ thời mới. Chưa nghĩ cả nhà thì cũng. Cả nhà em nhà ta mà cả nhà đi đoán. Ông đi đoán. À. Ừ. Ông phải nghĩ không có biết khi ông đi được. À ông mua là mình thuê MC luôn đúng không? Đảm bảo là thuê MC thuê luôn cho nhà gái. Cho ông ấy đi trước, ví dụ như là cái này đúng không? Mình đi là phải đi chót đúng không? Cho ông ấy đi xe đi trước. Đây là nhà gái không? Tuyền nó nói thì được, thì bảo đi, đây bảo, ông bảo lại một vụ. Thế hôm nay có mời hạt không? Không, ba mới chết. Ba mới chết. Đấy quá nhẹ. Có loa đai nhưng mà không hạt. Không thuê người hát cái gì không hát to. Con cái cháu thế vẫn cứ cho hát, hát mình không thuê loa đai thôi. Không thuê người hát nhưng trước thằng Binh là có đoàn hát nhỉ ông nhỉ. Đoàn có bố đôi à? Đoàn bố đôi nhưng mà ông ấy chuyên đi hát đám cưới nó lấy ba cái này à gọi mấy người nữa nhỉ. Mọi người ca sĩ thì cũng cái đoàn đi hát. Hay. Cơm lê thôi. Cơm lê là 500. Biết ta để cần nóng hay không thì sao nóng nó lên mắt. Cơm lê 500 á. Mua tầm nó tốt à. Mua nó có mắc rồi. Bạn nghĩ nó mua nó mắc nó ra. Cái áo sáng mắc mới. Hai cái. Thứ 6 lên nó cũng phải có đèn học đáng nhỉ. Thứ 7 lên ra. Anh có một cái rồi mà. Cả ý đang xấu. Mới mua rồi cũng chưa xấu. Cả ý đang đi. Nó ố thôi thì. Hoặc là về dắt đi xong rồi thì lại phơi đi. Không phải mua hạt đất mới cái. Một cái có được không hay là. Đúng không? Thứ 6 đó. Thứ 6 lên nó cũng phải là có đèn học đáng đúng không? Thứ 7 thì là. Hàng dai. Hàng dai đỏ. Chủ nhật thì là cơm lê. Thứ bảy là chủ nhật là cơm lê. Công tác chuẩn bị là phải cho nó chu đáo không có thì thế tìm được đôi bình sáp chưa? Đang cái những miếng là chưa có bớt. Mày con thằng nào có cô nào ấy còn kiếm cô ấy. Đấy. Mới này 10 tháng. Đây mỗi đôi thêm một đầu luôn. Đây nhà đang mấy đứa đây coi. Ba mẹ em. Năm cháp nhỉ? Quyết cà phê không? Năm cháp.
đấy mà cuối về đường dương này cái hồi đấy nó phải nó về cái vùng rồi nó tim vỡ mà đàn lưng thế kia liều chiến quan nhân lăn trong kia kìa liều đây lăn nói cũng chưa lấy lần lấy nữa lăn nói lăn nát lăn nhau nai đấy. Đó, cái nhà giờ mà nhờ các cháu trong cái đội bừng tráp cũng khó lắm đấy. Các cháu nó đi lấy vợ hết rồi đi. Cứ 10 là thuê luôn. Cứ 10 thuê à? Ở dưới Quảng Ninh như thế. Trong ngay trong quân đó. Hoa đậu biếc của mình thu hoạch được ở ngoài vườn, cả nhà mình đã phơi khô. Bây giờ mình sẽ cho vào trong lọ để bảo quản. Mỗi cốc mình chỉ cho 3-4 hoa thôi cả nhà. Đó, mình cũng uống tươi. Hôm nay là mình cũng phơi được một ít rồi. Xa nó ra. Xà đậu biếc đây cả nhà ơi, nhìn màu sắc rất là đẹp, mùi rất là thơm anh ạ. Đây còn có nữa, anh có uống này. Hả? Không uống à? Uống nó hơi ngọt ngọt mà nó có cái vị mùi thơm mát mát cả nhà. Ngon lắm. Giảm mỡ máu đấy cả nhà.